trong phần khám liệu sinh dục chiều hôm nay của lớp Y48, chúng ta có 4 bạn sẽ trình bày về các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán. Mời bạn giới thiệu mình và trình bày bài của mình. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Em là Phương Thảo, em là sinh viên Y48. Thì hôm nay em xin đại diện cho nhóm của em để giới thiệu cho các bạn về cái tiêu chuẩn khi mà xác định một người là nữ. Thì trước khi vào vấn đề này thì chúng ta có thể nói chuyện nhau một xíu là vậy thì cái thế nào một người nữ? Bây giờ chúng ta nhìn thấy trong lớp một bạn nữ tóc dài hoặc là mặc áo của nữ hoặc là mặc áo unisex, nhưng mà cái cơ thể của bạn đó là có cái đường cong, kiểu là có phần trên với lại phần dưới như vậy, thì mình sẽ nghĩ đó là nữ đúng không? Hoặc là một bạn tóc dài với lại cái trong cái khai sinh với lại là căn cước công dân, người ta ghi bạn là nữ thì mình sẽ mặc nhiên cho là bạn là nữ. Nhưng mà thực chất cái cách để mà xác định một bạn là nữ thì nó rất là nhiều yếu tố. Thì đầu tiên chúng mình sẽ đề cập tới ba yếu tố như sau. Đầu tiên là về đặc điểm sinh học, đó chính là thân thể. Cái thứ hai đó chính là tâm lý và tri thức. Thì về thân thể như mình đã đề cập thì một bạn sinh ra là nữ sẽ có những đặc điểm về cái nhiễm sắc thể, là ba bộ sắc thể giới tính của giới cái ở người mình gọi là nữ nha, là ít ít. Còn đồng thời thì cơ quan sinh dục của người đó sẽ có tự cung, có buồng trứng, có âm đạo, tức là biết người bình thường nha, không có đề cập tới người bị khuyết tật về sự phát triển của cơ quan sinh dục. Rồi thứ hai là về tâm lý và giới tính. Tâm lý là nhận thức thì người đó trong cái suy nghĩ của họ thì họ nghĩ họ là nữ và họ có cái ăn mặc ăn nói cũng như là cái cách giao tiếp với người xung quanh nhẹ nhàng dịu dàng như một người nữ thì người ta sẽ nhận định họ là nữ. Rồi và sau đây thì đây là một bài có tiêu chuẩn để là xác định mình là nữ mà nếu mình đã tìm được. Thì đầu tiên là về xác định giới tính thì là giới tính sinh học, là giới tính mà nhìn vào nhiễm sắc thể với lại dựa vào cơ quan sinh dục, và đồng thời thì còn cái giới tính thứ hai đó chính là cái giới tính xã hội, đó chính là cái vai trò cũng như là cái nhu cầu xã hội đối với cái giới tính nam nữ. Rồi cái thứ hai là trường hợp về liên giới tính, là người này theo như tụi mình tìm hiểu thì liên giới tính là một người mà khi mà sinh ra thì họ có sự phát triển.